Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại chương trình mua nhà. Chúc mọi người mới thân nhập sức khỏe là thật thành công nha. Mình cảm ơn bữa có một người bình luận là mình review mình nói hơi nhanh nên là hơi khó nghe nha. Đó, hôm nay mình sẽ nói chậm lại cho mọi người nghe cho nó hợp lý hơn nha. Cảm ơn một người nào đó đã bình luận vô nha, mình cảm ơn rất nhiều nha. Hôm nay mình review là soda chanh, tức là chứa nước ép chanh nha. Cái này là không galo là không có mập á, không có năng lượng á. Cái này là trọng lượng là 320 ml này, năng lượng là 2 kcal thôi đó. Này được làm từ rất nhiều thứ này, này xuất xứ tại Việt Nam này đó. Cái này có cả số điện thoại chăm sóc khách hàng. Cái này thì làm được từ làm nước bão hòa CO2 này, chất điều chỉnh độ axit này, nước ép chanh cô đặc này, hương tổng hương hỗn hợp hương liệu chanh và rút tự nhiên nha, chất nhũ hóa, chất tạo ngọt tổng hợp, chất bảo quản nha. Hạn sử dụng là 9 tháng, ngày sản xuất là trước hạn sử dụng là 9 tháng nha. Ngon hơn khí lạnh này, đó cũng ok vậy thôi. Đây hạn dụng dưới giá là 9.500 nha. Đây cũng đóng đầy đủ này, là hạn sử dụng 9 tháng nha. Rồi sẽ mở ra nha. Có ra nha. Này chắc màu trắng luôn. Đúng luôn. Đó, xui bọt. Thơm giống kiểu vị bảy ấp, mà cái vị này nó thơm hơn vị bảy ấp một xíu nha. Mọi người uống thử thôi nha. Hơi chua. Vị chanh hơi nhiều nha. Cái này uống kiểu như là không có vị đường mấy ấy. Giúp cho những người có phải tiểu đường cũng thể uống được nha. Mình uống cảm giác nó đỡ mập hơn là so với cái nước kia nha. Giờ ai cũng sợ mập hết. Mình uống thấy cũng rất ok. Cảm giác cái này là vị chanh nó nhiều hơn, nó nồng độ chanh cao hơn nha, hơn là so với cái nước bảy ấp bình thường. Rồi hương nó thơm hơn này, vị nó kéo dài hơn nha. Mình thấy uống rất là ngon nha, giá cả cũng hợp lý nữa. Mọi người mua dùng thử nha. Cảm ơn mọi người đã yêu quý kênh của mình nha. Mọi người đừng quên tặng mình thêm lượt like và đăng ký kênh nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai nha.